tháng 1 năm 1624, tại vùng đất Lisieux, vùng Normandy, tây bắc nước Pháp, ông Pierre Lambert và bà Catherine đã sinh hạ được cậu Pierre Lambert de La Motte. Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật, Lambert de La Motte đã làm việc tại Tòa án Thuế vụ thành phố Rouen khi tròn 22 tuổi. Năm 30 tuổi, Pierre Lambert đi tĩnh tâm trong vòng 5 tháng tại ẩn viện Caen. Cậu đã đưa ra quyết định bỏ chức thẩm phán và theo đuổi ơn gọi là linh mục. Ngày 27 tháng 12 năm 1655, thầy Pierre Lambert đã được thụ phong linh mục tại nhà thờ chính tòa Bayeux. Sau thánh lễ mở tay, cha Pierre Lambert nhận được lời đề nghị làm giám đốc trung tâm xã hội ở Rouen. Đây là một tổ chức đạo đời để tiếp đón và giúp đỡ dân nghèo, đặc biệt là giới nữ. Ngày 8 tháng 6 năm 1658, Đức Giáo hoàng Alexandre VII phê chuẩn kiến nghị cha Pierre Lambert de La Motte và cha François Bauly làm đại diện tông tòa cho Đông Á. Ngày 29 tháng 7 cùng năm, ngài bổ nhiệm cha Pierre Lambert de La Motte làm giám mục hiệu tòa Paris và cha François Bauly làm giám mục hiệu tòa Heliopolis. Ngày 17 tháng 8 năm 1658, Thánh Bộ chỉ định cho Đức cha Pierre Lambert de La Motte chịu trách nhiệm địa phận Đàng Trong, 4 tỉnh Đông Nam Trung Hoa và đảo Hải Nam. Đức cha François Bauly cai quản địa phận Đàng Ngoài, 5 tỉnh Tây Nam Trung Hoa và nước Lào. Đến ngày 18 tháng 6 năm 1660, Đức cha Lambert âm thầm rời Paris lên đường sang châu Á. Ông cố gắng cứu chữa cho Đức cha, dù có phải tốn phí bao nhiêu, tôi cũng chấp nhận.
Thưa Ngài, tôi không phải là không muốn cứu chữa cho vị đây, nhưng bệnh tình của vị đây vượt quá khả năng cứu chữa của tôi. Các vị y sĩ trước đó đã bó tay, thì tôi đây cũng không có phương thuốc nào tốt hơn dành cho vị đây cả. Nhưng đức cha đây, ngài mắc bệnh gì vậy thưa bác sĩ? Vấn đề chính là chỗ đó. Tôi không tìm thấy nguồn gốc bệnh tật của vị đây, nên không thể kê phương thuốc thích hợp được. Không tìm ra bệnh mà lại nằm liệt giường đến nay là đã 52 ngày rồi. Bây giờ chắc chỉ có ơn trên thì ngài ấy mới có thể bình phục. Tôi rất làm tiếc vì không thể giúp cho vị đây được. Vâng, tôi hết lòng cảm ơn bác sĩ. Chúc ngài đi bình an. Xin cảm ơn, tôi xin phép ra về. Tôi tiễn ngài. Cảm ơn ngài, rất mong vị đây có thể khỏe mạnh lại. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Cha Jacques de Bourges, Cha Jacques de Bourges. Thưa đức cha, con đây. Đức cha cần gì ạ? À? Các cha đừng vất vả tìm thầy chạy thuốc nữa. Bao nhiêu y sĩ giỏi trong vùng này, các cha đã mời hết cả rồi. Có lẽ đây là y chùa. Tôi đã dọn mình, mong được chết lành rồi. Giờ đây tôi chỉ còn một nguyện ước này mà thôi. Đó là sau khi tôi chết, các cha có thể an táng tôi như một người nghèo được không? Xin đức cha hãy cố gắng lên, cầu Chúa chữa đức cha. Tôi cũng mong có thể khỏe mạnh lại để tiếp tục hành trình mà tôi và các cha đã được Chúa kêu gọi. Nhưng nếu Chúa muốn tôi chỉ đi được đến đoạn đường này, thì tôi cũng vẫn sẵn lòng vui nhận. Chúa luôn có cách của Ngài. Nếu không phải là tôi, thì Chúa sẽ dùng người khác để làm công việc của tôi. Chúng ta hãy luôn tin tưởng và phó thác mọi sự trong tay Chúa quan phòng. Cha Jacques de Bourges à. Con xin vâng lời dạy của đức cha. Người hãy nghỉ ngơi đi, để con đi làm chút gì cho ngài ăn. Đức cha cần gì để con giúp? Cha Jacques de Bourges, Cha Jacques de Bourges. Tôi đã khỏe mạnh lại bình thường rồi. Tôi không còn thấy đau đớn gì nữa. Thật không thể tin nổi vào mắt mình. Đây là thật, con đâu có mơ. Đây là thực, Cha Jacques de Bourges à. Nhưng sao có thể thế? Chúa đã chữa tôi, cha. Tôi đã dọn sẵn tâm hồn để về với Ngài, nhưng Chúa chưa muốn đón nhận tôi. Ngài muốn tôi tiếp tục cuộc hành trình truyền giáo cho vùng đất Á Châu. Bây giờ thì con càng xác tín hơn vào cuộc hành trình của chúng ta, rằng đây là thánh ý của Ngài. Và dù có phải trải qua bao gian khổ vất vả, thì con tin chắc Thiên Chúa sẽ chúc lành và cho sinh hoa kết trái. Thế thì chúng ta mau lên đường thôi. Vâng, con đi lấy hành lý ngay. Cuộc hành trình sang châu Á của đức cha Lambert kéo dài hơn 2 năm 2 tháng, với biết bao gian khổ và hiểm nguy. Cuối cùng, ngài cũng thấy được Ayutthaya tại Thái Lan. Từ lúc khởi hành cho đến lúc này, ngài đã gặp biết bao sóng gió, nhưng điều nổi bật nhất là càng gặp thử thách gian nan thì đức tin của đức cha Lambert ngày càng mạnh mẽ hơn.
từ đây, tình yêu Ngài dành cho Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh được truyền nở và đạt tới đỉnh cao, bởi vì Ngài đã đón nhận thập giá đời thường với một tình yêu phi thường. Đức cha Lambert không những đã sống triệt để tình yêu với Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, mà còn ước ao cho có thật nhiều người hiểu biết và sống linh đạo này. Sau vài năm tại Thái Lan, với biết bao việc đã làm cho giáo hội tại Thái Lan, ngày 16 tháng 7 năm 1669, Đức cha Lambert cùng cha Boucha và cha De Bosch đã lên đường sang Việt Nam. Và ngày 30 tháng 8 cùng năm, con tàu của các ngài đã tới được cửa biển Đàng Ngoài. Các ông là ai? Đến đây làm gì? Chúng tôi là những lái buôn, còn đây là linh mục tuyên úy của ngoài kiều trên tàu. Được rồi, các người có thể vào cảng buôn bán rồi rời khỏi ngay đất của chúng tôi. Chắc các ông cũng biết Chúa Trình không thích gì đạo gia tô của các người, nên xong việc hãy mau chóng rời khỏi đây này để còn giữ được tính mạng. Cảm ơn quan rất nhiều. Bao nhiêu mớ rau thế cô? 2.000 thím ơi. Cho 2 mớ. Đây, rau tươi ngon sạch, nông sản sạch đây. Có bán phân gì không đấy? Không, không, nhà tôi không bán phân đâu. Hôm nay bao nhiêu vậy? Này sao không thấy ơi? Đây, sạch lắm đấy. Ơi, nhìn xem tôm tươi nhảy đánh tết này mà bảo đắt à? Có mua không? Con hàng nào bảo? Thì vậy ai mà dám mua nữa? Hay cái bà này.
Hattabusa này. Nếu chúng ta thành lập hiệp hội nam nữ mến thánh giá Chúa Kitô tại vùng đất này, cha thấy thế nào? Ồ, thế thì tốt quá đức cha ạ. Bởi con được biết, vùng đất này đã có hạt giống tin mừng được gieo xuống nơi đây. Thế thì rất cần có những tông đồ nhiệt thành để làm cho hạt giống ấy lớn mạnh hơn. Cha biết không, ngay từ khi con rất nhỏ, tôi đã được Chúa ban cho một ơn rất đặc biệt là yêu mến thánh giá con Thiên Chúa. Trong suốt hành trình từ những bước chân đầu tiên truyền giáo tại vùng đất châu Á này, tôi càng sắc tín hơn vào tình yêu dành cho Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Tôi hằng ước ao cho có thêm nhiều người yêu mến thánh giá con Thiên Chúa bằng việc suy niệm sống theo con đường thánh giá mà con Thiên Chúa đã đi. Từ đó, Thiên Chúa sẽ ban muôn phúc lành trên chính cuộc đời họ và trên công cuộc truyền giáo cho dân tộc của họ. Chính vì thế mà tôi đã thành lập hiệp hội này bên Ajutthaya. Vâng, thưa Đức Cha, bên Ajutthaya, những người sống trong hiệp hội này đều hoạt động tông đồ rất tốt. Họ là những chiến sĩ nhiệt huyết của Chúa Kitô ngay giữa lòng giáo hội địa phương. Thế thì còn chần chừ gì nữa, ta bắt tay ngay vào việc thôi. Vâng, thưa Đức Cha. Đức Cha Lambe đã thành lập hiệp hội nam nữ mến thánh giá Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta tại đảo ngoài Việt Nam vào khoảng năm 1669 đến năm 1670, với mục đích chính yếu của hiệp hội là thu thúc các tín hữu khắp nơi hướng tới tình yêu thực tiễn đối với thánh giá con Thiên Chúa. Qua việc hàng ngày suy gẫm sự thương khó Đức Giêsu Kitô, rồi thể hiện sự suy gẫm ấy ra bên ngoài bằng việc hãm mình hy sinh liên lụy, với ý muốn là để tôn vinh Thiên Chúa và vì ơn cứu độ cho con người. Những chứng tá đó không chỉ hữu ích trong thời kỳ đầu khi tin mừng đến Việt Nam, mà ngày nay trong thời tái đo giảng tin mừng, những chứng tá giữa đời ấy lại càng hữu ích hơn trong công cuộc làm chứng cho Chúa giữa đời sống thường ngày. Các bác đến khám bệnh ạ? Vâng, sơ ạ, sơ xem cái đường giúp con, mấy hôm nay con đau quá. Vâng, bác ngồi đây đã. Bác không hay đau phần này đúng không ạ? Ôi, đau quá sợ. À vâng, để con châm cứu cho bác. Kiên trì một thời gian sẽ tốt hơn thôi ạ. Các sơ đi tu ai cũng phục vụ nhiệt tình và vui vẻ quá. Chúng con ở đời lo lắng đủ chuyện, có muốn vui mà nhiều kia cũng khó quá sợ ạ. Cuộc sống nào cũng có khó khăn và vất vả các bác ạ. Nhưng vui hay buồn là do mình chọn thôi bác. Cũng như cùng một cảnh vật, bác đeo kính đen sẽ thấy nó màu khác, mà đeo kính sáng thì nó lại có màu khác. Nên chọn sống vui hay buồn là do mình thôi bác ạ. Chúng con cũng muốn được sống vui vẻ và bình an như sơ. Biết thế chọn đi tu từ đầu thì giờ có đỡ khổ hơn không? Bây giờ tu cũng đâu có muộn đâu bác. Sơ cứ đùa, chẳng nhẽ có gia đình như chúng con đây mà nhà dòng còn nhận sao? Đấng sáng lập dòng mến thánh giá chúng con khi Ngài còn sống, trước khi lập nên hội dòng để dành riêng cho những người sống dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa, thì Ngài đã lập nên hiệp hội nam nữ mến thánh giá Chúa Kitô rồi ạ. Tức là đời sống dành cho những người sống trong bậc gia đình như các bác đây, nhưng vẫn là sống theo linh đạo của dòng mến thánh giá. Thậm chí các bác còn có thể sống thánh thiện và hoạt động tông đồ đắc lực hơn chúng con ấy chứ. Có hiệp hội đó nữa sao Sơn? Nếu chúng con gia nhập thì có cần điều kiện và phải sống như thế nào ạ? Điều kiện là các bác có lòng yêu mến và muốn sống theo dấu chân của Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Các bác hãy sống theo tinh thần mà Chúa đã dạy là hãy đi con đường hẹp phúc âm. Các bác hãy năng tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật một cách trọn vẹn và năng rước lễ, nhất là rước lễ thiêng liêng. Hằng ngày, các bác hãy cùng với gia đình dâng lời cầu nguyện sáng tối lên Thiên Chúa và đọc năm kinh lạy Cha để kính nhớ năm dấu thánh của Chúa Giêsu Kitô. Và đặc biệt là trong đời sống, các bác luôn sống tinh thần hòa bình bằng đời sống yêu thương, không những yêu thương và làm phúc cho người thân cận mà còn làm cho cả kẻ thù của mình nữa. Nhưng trên hết, môi trường đầu tiên để các bác làm tông đồ
đó chính là gia đình của các bác. Các bác cố gắng giáo dục nhân bản, đức tin, văn hóa cho con cái, hướng dẫn chúng khám phá và sống ơn gọi bản thân. Nhất là chính bản thân các bác phải luôn trung thành với giao ước hôn nhân, quảng đại đón nhận, truyền đạt và bảo vệ sự sống với tinh thần trách nhiệm. Đó là tinh thần của hiệp hội. Còn những công việc cụ thể để hoạt động tông đồ và các sinh hoạt khác trong hội thì khi tham gia, hội rằng chúng con sẽ có những chỉ dẫn cụ thể hơn ạ. Lập gia đình rồi mà cũng tu được thì con nhất định phải tham gia. Con sẽ giới thiệu cho những người trong xóm biết đến hiệp hội này. Để càng có nhiều người sống vui vẻ và yêu thương nhau thì chắc chắn xứ đạo, làng xóm sẽ hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Đúng thế các bác ạ. Sống theo tinh thần của Chúa không những hạnh phúc ở đời này mà phần hồn chúng ta cũng được đảm bảo hơn, rằng chúng ta còn được hạnh phúc cả đời sau nữa. Thế thì ngay lúc này con cũng muốn được sống tinh thần của hiệp hội mấy thánh giá luôn. Con sẽ đi thăm những người neo đơn và đi thăm bà hàng xóm mà gia đình con mới cãi nhau mấy hôm trước. Con cũng muốn được sống an vui và hạnh phúc như các sơ đây. Tôi cũng muốn bà để tôi cùng đi thăm với bà. Tôi cũng muốn tham gia hiệp hội. Thế thì hẹn các bác ngày 14 tháng 9 tới đây, hội dòng chúng con sẽ có chương trình đặc biệt cho những người tham gia hiệp hội mến thánh giá tại thế. Chúng con rất vui mừng đón chờ các bác. Con cảm ơn sơ nhiều lắm. Con về để thực hành lời Chúa dạy ngay đây ạ. Đức cha Lambert, vì đại diện tông tòa đã đặt nền móng cho giáo hội Việt Nam bằng việc xây dựng hàng giáo sĩ địa phương với số nhân sự đã được các thừa sai dòng tên chuẩn bị, khóa hội thầy giảng, cùng với việc thành lập hiệp hội nam nữ mến thánh giá Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta và dòng nữ mến thánh giá, để công tác với hàng giáo sĩ trong việc phục vụ trên cánh đồng truyền giáo địa phương. Tiếp nối lòng nhiệt huyết với công cuộc mở rộng nước Chúa của đấng sáng lập, chúng ta là con cái của Ngài cũng hãy luôn hy sinh và dấn thân cho mọi sứ vụ. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau đem Chúa đến cho mọi người bằng chính đời sống yêu thương của mình. Chúng ta hãy cùng nhau nên ánh sáng, cùng nhau nên muối men, cùng nhau đi rao truyền, sống tin mừng yêu thương. Sống tình mừng yêu thương.
Chúa là mẹ thương, cảm ơn Chúa thương, cùng muôn nơi nắng bóng chữ tình, cảm ơn Chúa thương, cảm ơn Chúa thương, từ Cha ông mở đường đi chưa, cảm ơn Chúa thương, cảm ơn Chúa thương, ngày hôm nay đời mình tiếp bước, đầy lùi đi đói nghèo trái ngang, sống dân thân, sống dân thân. Tranh giành hớn hè, sống với dân thân, sống với dân thân, cùng chung tay dựng xây thế giới, sống với dân thân, sống với dân thân, vui hòa bình no ấm yêu thương, cùng với Chúa nắm tay chân, cùng nhau làm dân Chúa, hiệp thông với muôn phương, cùng quê hương gia đình, gieo vui Chúa cùng chúng ta.